Học tập với người bình thường đã là vất vả, nhưng với một cô bé bị nhiễm chất độc da cam chỉ còn một tay như Hoan thì còn khó gấp trăm lần. Chính những lá thư này từ những người bạn phương xa, đặc biệt là những lá thư của Hạnh, người bạn đầu tiên qua thư, khuyên Hoan về giá trị thực sự của một con người chính là ở tâm hồn, đã giúp em tự tin hơn trong cuộc sống, nỗ lực phấn đấu thi đua học hành với bạn. Có như là có những bạn bắt trước cái tương đi của em á, thấy buồn lắm, không có muốn nói chuyện nhiều. Mà khi nhận được thư của Hạnh, đó là lần đầu tiên em nhận được thư của một người mà em chưa hề quen biết. Thì Hạnh thấy em vô truyền hình rồi viết thư cho em và an ủi động viên em rất nhiều trong suốt năm học. Em thấy là Hạnh có cái nghị lực là Hạnh tự học để mà thi vô trường chuyên, nên em cũng nghĩ là mình phải cố gắng giống như Hạnh và cũng giống như Liên để mà lên được tới bây giờ. Điều khiến mọi người cảm phục ở Trần Thị Hoan không chỉ ở nỗ lực vượt qua nỗi đau da cam để sống có ích, mà còn ở suy nghĩ chín chắn về hạnh phúc của em. Hoan ý thức rõ mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, như 60 đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam ở làng Hòa Bình. Nhiều em đã bị bố mẹ chối bỏ, nhưng trong các em vẫn tồn tại một tâm hồn khao khát được sống, khao khát được yêu thương. Những nụ cười tươi như thế này vẫn nở trên môi các em, dù tật nguyền. Đối với Trần Thị Hoan, điều ý nghĩa nhất hiện nay không chỉ là nỗ lực học tập, mà còn phải làm sao thổi bùng khao khát sống ấy trong những đứa trẻ tật nguyền như em, giúp chúng có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống. Đúng như Hoan đã từng viết trong nhật ký, những người xung quanh, có người tốt, có người xấu, chỉ mong người nào cũng hiểu hơn về khao khát của tôi, khát khao của một người khuyết tật. Thật là tuyệt vời phải không? Và bạn Hoan đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và đang ngồi trên sân khấu cùng chia sẻ với chúng ta hôm nay cũng thật xúc động. Hà Anh Tuấn ơi, Quỳnh Hương rất là ấn tượng với những điều mà Hoan đã ghi vào trong nhật ký của mình. Cuộc sống thì có những người tốt, có những người xấu, nhưng mà hãy mong rằng sẽ tất cả mọi người cũng sẽ hiểu được khát khao của một người khuyết tật. Bản thân Hà Anh Tuấn cảm thấy như thế nào? Thật sự thì những cái gì mà hôm nay Tuấn được thấy và vinh dự nhất và hạnh phúc nhất là Tuấn được đứng hát cho em nghe. Và anh xin thay mặt cho tất cả những người thế hệ trẻ, thế hệ của anh, cúi đầu nói lời khâm phục. Và chắc chắn một điều rằng là anh tin rằng là tất cả mọi người trong xã hội này không ai không hiểu khao khát của em vươn lên trong cuộc sống. Và cái lời chúc duy nhất của anh đó là chúc em bình yên trong cuộc sống. Em cảm ơn anh Tuấn nhiều. Cảm ơn những tình cảm mà chúng ta đang dành cho nhau, đúng không? Hoàng ơi, và anh Lộc cũng biết được rằng ngay bây giờ đây em cũng rất là nghẹn ngào vì trong vòng tay của em hiện tại bây giờ có rất nhiều người đã đến và chia sẻ với em, đúng không? Với cái tình cảm đấy thì theo em đã rất là mạnh mẽ, đúng không? Em đã rất là mạnh mẽ và rất là vững vàng để vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn để được đến trường và sống và thậm chí chia sẻ cái phần cuộc sống của mình với nhiều người nữa. Thì hãy nói cho tất cả mọi người được biết được rằng với em, điều gì tuổi trẻ của em có ý nghĩa nhất và cuộc đời của em có ý nghĩa nhất nào? Trước khi em trả lời câu hỏi của anh Lập, xin cho em gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả, các quý đại biểu có mặt ngày hôm nay. Trước tiên em xin được nói về hai tấm gương khiến em khâm phục, vô cùng khâm phục. Đó là anh Lâm ở Hà Nội. Anh mặc dù không đi được, việc đi đứng của anh thì đều phải nhờ vào người thân bế anh đi. Nhưng mà anh đã tốt nghiệp đại học và anh đã có 3 tấm bằng để mà công nhận về cái ngữ pháp, cái ngoại ngữ của anh. Đó là anh học tiếng Anh, tiếng Nhật, rồi tiếng Pháp nữa. Rồi kế đến là chị quen, chị không có hai tay, cũng không có hai cái bàn chân, nhưng mà chị đã cố gắng nỗ lực chị học. Chị cũng ra đại học, bây giờ chị đã có công ăn việc làm. Thật sự qua hai tấm gương đó em rất là khâm phục. Theo em nghĩ thì cái cuộc sống này có ý nghĩa nhất với em khi mà cố gắng em học tập, rồi cố gắng có được ra được trường đại học, có cái bằng đại học trong tay, để không phụ lòng tất cả tấm lòng của mọi người đã dành cho em.
Và bên cạnh đó thì theo em nghĩ nó còn có ý nghĩa hơn, đó là khi mà mình biết chia sẻ những cái tình cảm, suy nghĩ của mình cho những người đồng cảnh ngộ với mình. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người, nhất là chú Peter. Ngày hôm nay chú đã từ Mỹ mà chú sang đây để mà giữ cái chương trình, chú làm cái chương trình này cùng tất cả các ca sĩ Việt Nam. Thì đó rất là cảm động và rất là hạnh phúc cho những người khuyết tật như chúng em. Cảm ơn tất cả trái tim của mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Xin phép em đã làm tất cả mọi người xúc động. Hải Hưng cũng muốn nói. Em muốn nói gì? Ai cũng muốn nói hết. Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả các cô chú trong làng Hòa Bình và Bệnh viện Từ Dũ đã giúp cho em có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn em. Ở đâu đó đang theo dõi chương trình này thì đã nghe được lời cảm ơn rất sâu sắc của em. Xin phép anh Lập, chị Hương và tất cả quý vị cho Hà Anh Tuấn được gửi tặng bó hoa mà Tuấn nhờ ban tổ chức chuẩn bị giùm cho mình để gửi tặng đến em. Và hồi nãy em có tặng anh một bó hoa nữa. Anh nhờ em gửi bó hoa này đến cho tất cả những tấm gương mà em đã khâm phục và tất cả các cô chú đã chăm sóc cho em. Và nếu như mà xin hứa rằng là tất cả các anh chị em nghệ sĩ như Hải Tuấn, nếu như sẽ làm được cái gì cho những người như em Hoan, thì dù có ở đâu thế nào thì chắc chắn là anh chị em nghệ sĩ đều sẽ lăn xả hết mình. Chúc em bình yên một lần nữa. Xin cảm ơn Hà Anh Tuấn. Cảm ơn Hoan. Cảm ơn em và cảm ơn Hà Anh Tuấn. Quỳnh Hương ơi, khi bắt đầu chương trình này và kính thưa cả quý vị, Phước Lộc cũng như những người thực hiện chương trình đã nhận được rất nhiều những sự chia sẻ từ các vị khán giả, các những đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đã cùng đến với nhà hát truyền hình. Và bây giờ đây chắc là cho Phước Lập một vài phút thôi sẽ được tiếp chuyện một vị khán giả mà tình cảm tôi biết chắc là bây giờ cũng đang rất là xúc động. Vâng. Xin dạ, mời Phước Lập. Dạ, xin chào anh Vũ. Thưa quý vị, Phước Lập đang được ngồi cạnh anh Vũ, cũng là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tôn Hoa Sen, Hoa Sen Group. Thì khi diễn ra chương trình này thì anh có nói là bằng cái tình cảm từ phía cá nhân của mình, anh muốn nói một điều với chương trình ngày hôm nay. Chiến tranh thì đã qua đi, nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ đã gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù. Và chúng ta đã nghe Peter Jarrow đã nói lời xin lỗi, đại diện nhân dân Mỹ lời xin lỗi nhân dân Việt Nam, và đặc biệt là những em đã là những nạn nhân của chất độc màu da cam. Quá khứ đã khép lại, nhưng mà những cái nỗi đau, những hậu quả chiến tranh và những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh cũng còn đó. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều có lòng nhân ái, và đây là dịp tốt nhất để chúng ta thể hiện lòng nhân ái đối với những mảnh đời bất hạnh. Cá nhân tôi thì tôi sẽ xin đóng góp 100 triệu để cho quỹ để chia sẻ với tất cả các em. Và tôi mong rằng tất cả khán giả với lòng nhân ái của mình sẽ cùng đóng góp chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đó. Hoặc ít nhất những các bạn khán giả cũng ít nhất nên nhắn một tin nhắn giống như là đã đóng góp 15.000 đồng chia sẻ cho các em. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn cùng với tôi để đóng góp và chia sẻ cho các em. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và cảm ơn tinh thần thiện nguyện của cá nhân anh, và hy vọng rằng lời kêu gọi của anh cũng sẽ được kết nối với tất cả những con người có tấm lòng thiện nguyện như thế.